cho bây giờ mình sẽ đố các bạn. Rồi tới rồi, Happy New Year rồi. Chào mọi người nha, còn có mấy phút nữa là cũng qua năm mới rồi các bạn. Bây giờ là mình chuẩn bị là show chân pháo rồi các bạn. Theo chân mình nha. Mày thấy tao không vậy? Thấy. Rồi. Bao. Mày bị xô trước, bị bắn. À. Đã nơi tao bắn quá trời rồi. Chứ tới giờ bắn gì? Mấy giờ? Thì nhậu xỉn vô là hư hết, không có là được gì. Không, em còn được, còn xài được hết rồi. Nè, để em đứng dậy em quay ở đây. Nè, lấy này vô. Này là cuối cùng bạn, này trái cuối cùng. Trái bự cuối cùng. Đó. Trái nhỏ đây đây. Để đó đây, cứ để cầm điểm nữa đây. Hello bạn Trần nha.
Bây giờ mình cái này cho bây giờ mình sẽ đốt các bạn. Rồi lâu hay lâu mọi người, thông cảm nha. Gió quá. Gió mọi người à. Gió không à. Thằng này tao chiếu nha. Đi chơi để qua. Giằng quá mọi người ơi. Còn con trái này mọi người. Đó. Nói chung là mình làm được quay luôn này. Dạ. Nói chung mình làm được quay thì nó cũng không có để cho mấy bạn. Cá pháo đại cái cuối cùng. Lâu quá. Nói chung là mình đã đốt pháo bông rồi các bạn. Đó, các bạn hay thấy clip này vui vẻ thì tốn bọn tiền đó. Các bạn hãy cho mình một like, một subscribe nha. Và mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Hãy giữ sức khỏe. Đó. Đó.